Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Nửa cuối tháng 12 này bạn sẽ làm đâu thắng đó điều gì và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1 tụ 2 Tụ 3 ha Rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi, xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi Nửa cuối tháng 12 này của bạn sẽ làm đau thắng đó điều gì? Và đây là những trò bài chung về nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Đây mình thấy các bạn tụ 1 có khả năng hiện tại đang có khá là nhiều gánh nặng, nhiều việc phải làm và có khả năng cũng đang có một sự gọi là đấu tranh hoặc là sắp thi cử hoặc là sắp có những cái sự gọi là phỏng vấn gì đó cho nên là cũng có rất là nhiều vấn đề cần phải lo lắng nghĩ ngợi ừ, hoặc là dạo gần đây cuộc sống của bạn có vẻ như là mọi thứ cũng trở nên khá là hỗn độn khó chịu à, một số bạn ở đây mình thấy các bạn vẫn rất là lý trí rất là tỉnh táo rất là kiên vững và không có để những cái điều phiền toái bên ngoài ảnh hưởng đến mình hoặc là bạn có khả năng là có sự quay lưng với những người tiêu cực với các bạn ừ, đó là điều đúng đắn bởi vì giai đoạn này các bạn gồng cánh quá nhiều điều mà các bạn còn phải gọi là bị ảnh hưởng bởi những nguồn năng lượng khác hoặc là à, để cho những người khác có thể gọi là họ rút cạn kiệt năng lượng của bạn thì có thể nó sẽ khiến cho bạn bị ngã gục cho nên là thời điểm này xây hàng rào để bảo vệ chính mình là điều cần thiết và luôn giữ cái sự bình tĩnh trong mọi cái vấn đề giải quyết hoặc là có thể các bạn nên tập trung vào những cái điều chính yếu nhất tập trung vào công việc tập trung vào sự tỉ mỉ cẩn thận tập trung vào việc học hỏi phát triển bản thân ha mình thấy những gì mà bạn cố gắng bạn quyết tâm các bạn cũng sẽ có được những cái thành tích vô cùng xứng đáng và rực rỡ các bạn, đặc biệt là tài chính. Có khả năng là trong cái giai đoạn nửa cuối tháng 12 này bạn càng tập trung vào công việc sự nghiệp thì nó càng thăng hoa, nó càng gọi là rộng ràng với những nguồn tài chính dồi dào được đổ tràn qua trực, trong cuộc sống của các bạn. nha yeah. đây mình thấy các bạn có sự hướng về tiền bạc, hướng về sự nghiệp cho nên nó có sự thăng hoa nè nó có sự gọi là vàng rực nè ha mình à, thấy các bạn đã thực hiện rất là tốt những cái điều như là bạn tránh xa những cái sự ẩu đả hoặc là tranh chấp ừ. chỉ là các bạn đôi khi cũng phải có sự cân bằng một chút ha à, điều chỉnh lịch trình của mình hoặc là chỉ tập trung những gì ưu tiên thôi à, còn việc người khác thì bạn có thể gọi là à, không giải quyết được thì để cho họ tự giải quyết hoặc là đôi khi cái khả năng là trong công việc một số bạn nên phân chia trách nhiệm công việc cho người trong nhóm để các bạn không có kiểu như là bị đuối sức quá nhiều ừ. Các bạn là những người rất là cầu toàn nhưng mà đôi khi mình cũng phải tạo cho người ta cái cơ hội để có thể chứng minh thực lực. Ha, mình thấy là như vậy. Bạn sẽ làm đâu thắng đó thì gì trong giai đoạn nữa? Cuối tháng 12. Đây là thời điểm mà các bạn nên có sự gọi là manifest nha. Đây là thời điểm mà dường như các bạn sẽ rất là thuận lợi và suôn sẻ trong vấn đề cầu nguyện ừ. Wow, các bạn có rất là nhiều những cái điều kỳ diệu được xuất hiện trong cuộc sống của các bạn ừ. Các bạn được ban phước, được ban ân sủng Đó, trong thời điểm này Bởi vì mình thấy một số bạn các bạn đã vượt qua được một số bài học, một số gọi là kiểu thử thách như là mình nói đó các bạn có một sự gọi là biết kiểm soát cảm xúc các bạn biết gọi là tập trung vào những gì quan trọng và bạn có sự quay lưng với những cái người tiêu cực và bạn cũng không để tâm hoặc có sự đấu đá với họ các bạn chỉ tập trung vào những gì mà mình có thể làm được trong thời điểm này thôi thì đây là một cái điều đúng đắn dành cho các bạn ở đây mình thấy đây là cái thời điểm mà các bạn có khả năng gọi là biến những cái suy nghĩ của mình thành dạng hữu hình đó à, cho nên là các bạn À, hãy có một cái sự gọi là tập trung vào những cái điều yêu thương những điều mà mình thực sự mong muốn và đồng thời các bạn được khuyến khích hãy có sự gọi là lên ý tưởng và tạo ra những cái kế hoạch cũng như hành động thiết thực để có thể biến ý tưởng trở thành hiện thực thì mình thấy các bạn sẽ có khả năng gọi là có được cái kết quả tốt các bạn sẽ được hướng dẫn thông qua vũ trụ và các thiên thần trao cho bạn những cái cảm xúc những giấc mơ và tầm nhìn để bạn có thể mau chóng thu hút những cơ hội mới và sự dồi dào và các bạn có sự gọi là trải nghiệm những món quà uh, của ơn trên một cách nhanh hơn. Và vũ trụ có thể làm cho bạn bất cứ điều gì với sự gọi là tin tưởng mạnh mẽ cho các bạn nha. Và các bạn được khuyến khích hãy cho bản thân của mình được sự bình yên, được sự an toàn, được sự hạnh phúc. Nha thì bạn mới có khả năng là thu hút chính xác được những điều mà bạn cần. Ở đây mình thấy là những lời cầu nguyện của bạn đã được gọi là đáp lại Hoặc là sẽ được đáp lại trong cái giai đoạn nửa cuối tháng 12 này à, Mình thấy có khả năng cái câu trả lời nó sẽ đến theo những cách mà bạn không có ngờ tới Có thể là bạn sẽ nhận được một cái cảm giác trực quan hoặc là một cái cơ hội mới xuất hiện à, Và các thiên thần sẽ trả lời những lời cầu nguyện của các bạn thường xuyên Bằng cách cho các bạn những cái ý tưởng hoặc là những cái thông tin theo những cách hàng ngày này thì các thiên thần yêu cầu các bạn là phải quan sát nhiều hơn à, và hãy chú ý đến mọi thứ mà bạn nghe nói và nghĩ và cảm nhận và ngoài ra thì đôi khi có những người quý nhân họ đến đây họ có thể giúp đỡ các bạn thông qua lời nói thông qua hành động thông qua sự chia sẻ thì đó cũng đến từ các thiên thần hỗ trợ thúc đẩy họ với bạn có cái cơ duyên gặp gỡ ừ. và bạn xứng đáng nhận được cái sự hỗ trợ này ha à, và vũ trụ có sự gọi là tuyển dụng mọi người để hành động như những cái thiên thần trái đất mang đến cho bạn những câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn đó. Ừ. Các bạn có rất là nhiều thông điệp liên quan đến phép màu, những cái điều kỳ diệu và có khả năng là một phép lạ sẽ đến với bạn trong cái giai đoạn nửa uh, cuối tháng 12 này. À hãy uh, bắt đầu nhận ra nó và bạn sẽ trải nghiệm nhiều phép lạ hơn nữa. Ừ. Hãy mở lòng để vũ trụ có thể giúp cho bạn giải quyết những cái thách thức của mình theo những cách sẽ khiến cho bạn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Và ngoài ra bạn sẽ mở ra cánh cửa cho những phép màu khi mà bạn sẵn sàng đầu hàng cái nỗi sợ hãi của mình cho vũ trụ. dâng hết những cái nỗi bất an, lo lắng, những gì mình không kiểm soát được cho vũ trụ. ha Bạn hãy hình dung là cái thiên thần đang mang những mẫn cái vấn đề của bạn đi. Và đồng thời bạn cảm nhận được bản thân mình được hỗ trợ bởi sự khôn ngoan và sáng tạo của vũ trụ. Khi mà bạn có một cái sự gọi là cảm thấy bản thân của mình được thư giãn với nguồn thì bạn sẽ được uh, đảm bảo rằng những cái phước lành đang bao quanh bạn vào lúc này. Cho nên là bạn hãy mở lòng đón nhận những phép màu đang đến với các bạn nha. Và trong cái giai đoạn này mình thấy cái khả năng các bạn có liên quan đến những đứa trẻ nè. Cho nên những cái lời cầu nguyện của bạn dành cho trẻ em, uh, trẻ con, con cháu trong nhà có thể sẽ được lắng nghe hoặc là các bạn được nhắc nhở là bạn hãy có một cái sự Uh, liên kết gắn kết với đứa trẻ bên trong của bạn ngay bây giờ uh, hoặc là một số bạn ở đây có khả năng là các bạn đang mong con thì có thể trẻ em sẽ đến với cuộc sống các bạn có thể có tin vui về con cái ha. và um, đồng thời các thiên thần cũng muốn cho bạn biết rằng cái nhu cầu của bạn là được vui chơi uh, được vui vẻ và tôn vinh cái đứa trẻ bên trong mình uh, hoặc là bạn nên dành thời gian để có thể gần gũi vui chơi với con cháu của mình. Uh. Hoặc là có thể các bạn cũng được khuyến khích hãy làm những công việc giúp đỡ trẻ em. Hoặc là bạn nào làm những công việc này thì bạn giống như là kiểu làm đâu thắng đó. nha yeah, Sẽ có cái kết quả thuận lợi. Và bên cạnh đó các bạn cũng cho phép cái khí cạnh vui tươi của bạn nó có sự gọi là mở rộng và phát triển nhiều hơn. Các bạn có thể nên gọi là có một khoảng thời gian ngừng nghỉ vui vẻ ha. hoặc là có thể làm những công việc đam mê sự sáng tạo mà bạn yêu thích. Nó cũng sẽ kích hoạt cái nguồn năng lượng của bạn được nâng cao Và từ đó các bạn sẽ thu hút được những cái điều mà bạn mong muốn Đến với bạn nhanh hơn, mức bình thường Và các bạn đang được nhắc nhở là bạn hãy có sự biết chấp nhận bản thân của mình Bạn là đứa con ngoan của vũ trụ Và vũ trụ xem bạn rất là hoàn hảo Mọi phần của bạn đều tuyệt vời Và các thiên thần đang hướng dẫn các bạn Hãy buông bỏ những cái phán đoán tiêu cực của bản thân mình Có thể các bạn đang quá khắc khe với chính mình Và thông qua cái trải bài này thì các thiên thần muốn bạn hãy có một sự gọi là nhẹ nhàng hơn với bản thân mặc dù là các bạn thích đặt ra những cái tiêu chuẩn cao nhưng mà điều quan trọng là bạn phải nhìn nhận bản thân của mình bằng con mắt yêu thương cái việc mà bạn có sự xem thường mắng mỏ bản thân của mình sẽ khiến cho tinh thần của bạn nó bị trùng xuống ha và cái sự tự hoàn thiện sẽ đến từ một cái tư duy tích cực hơn cho nên là bạn hãy nhìn bản thân của mình qua đôi mắt của ân trên của các thiên thần. Bạn sẽ thấy bạn là một người con hoàn hảo và thánh thiện của vũ trụ. Có thể mặc dù là bạn đã phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng mà um, vũ trụ và các thiên thần luôn có cơ hội để bạn có thể sửa chữa. Bạn có khả năng là chuyển đổi để trở nên tốt hơn. Ha? Và những sai lầm đó giúp cho bạn có sự trưởng thành hơn và các thiên thần nhìn thấu qua những cái sai lầm bề ngoài các bạn, các ngài nhìn thấy trái tim của bạn đang đặt với tình yêu mà vũ trụ mang đến cho các bạn hoặc là tình yêu um, của vũ trụ bên trong các bạn và ơn trên yêu các bạn vô điều kiện và yêu cầu các bạn hãy yêu chính mình theo cách đó nha bạn chỉ có thể manifest thu hút những điều mà bạn xứng đáng có được khi mà bạn chấp nhận con người của mình yêu thương chính mình và trước hết trên hết là các bạn phải trust các bạn phải có lòng tin à, bạn hãy tin vào chính mình và bạn hãy tin rằng vũ trụ và các thiên thần luôn ở cùng các bạn bạn hãy cầu xin các ngài giúp cho lo lắng của các bạn à, nó sẽ có sự tan biến và hãy tận hưởng trọn vẹn những phước màu mà các bạn có được khi mà bạn thể hiện đức tin của mình à, các bạn sẽ không phải gọi là cảm thấy thất vọng mặc dù có thể hiện tại một số bạn các bạn đang cảm thấy nản lòng các bạn cảm thấy có những cái trải nghiệm gần đây khiến bạn có bị gọi là xói mòn cái đức tin vào bản thân mình hoặc người khác hoặc thậm chí là vũ trụ tuy nhiên thì cái tầm quan trọng mà bạn cần phải giữ vững đó là đức tin của các bạn ha. cái thiên thần muốn nhấn mạnh cái giá trị của lòng tự tin và các ngày biết rằng bạn cũng giống như mọi người thì đôi khi mình cũng có những cái sai lầm trong quá khứ tuy nhiên những cái sai lầm này nó không có làm cái xói mòn cái bản chất thực sự của bạn các bạn vẫn có vũ trụ toàn năng bên trong các bạn và vũ trụ không thể sai lầm. Và các thiên thần cầu có sự gọi là cầu xin giúp cho các bạn có thể tin tưởng vào vũ trụ và tin tưởng vào các ngài. Và ngoài ra hãy có một sự tin tưởng vào chính mình nha, chỉ khi như mình nói bạn có niềm tin thì bạn mới có thể gọi là uh, nâng, đao, nâng cao nâng cao được khả năng biểu hiện, khả năng thu hút, khả năng manifest nha. Yeah đây mình thấy các bạn sẽ nâng cao được những ý tưởng và những cái sự gọi là cảm hứng cho các bạn để bạn có thể có những ý tưởng mới các bạn có khả năng gọi là có được những hạt giống của sự đồng sáng tạo vĩ đại với vũ trụ à, các bạn đang được vũ trụ nói với bạn thông qua suy nghĩ ừ. hãy chú ý đến những cái ý tưởng và làm theo những ý tưởng mà bạn nhận được à, những cái suy nghĩ này là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn để bạn có thể được hướng dẫn cho nên là bạn đừng có coi đó chỉ là trí tưởng tượng À, cái thiên thần muốn trao cho các bạn cái sự tự tin rằng bạn cũng có khả năng tiếp nhận những ý tưởng tuyệt vời giống như bất kỳ những cái à, đứa con nào khác của vũ trụ ừ. bởi vì tất cả những ý tưởng tuyệt vời nó đều bắt nguồn từ một tâm trí thần thánh của ngài và vũ trụ hiện diện khắp mọi nơi à, cho nên là vũ trụ ở bên trong các bạn cho nên là tâm trí của ngài có sự liên tục thể hiện những suy nghĩ và ý tưởng mới ngay trong tâm trí của các bạn đó bạn sẽ uh, làm đâu tháng đó đi gì trong giai đoạn nửa cuối tháng 12 giai đoạn này mình thấy đây cũng là thời điểm để bạn có thể học tập và nâng cấp trau dồi khả năng cũng như kỹ năng của mình trong công việc đây là thời điểm tốt cho các bạn để bạn có thể gọi là uh, phát triển bản thân nha yeah. cho nên là bạn nào đang muốn học một cái gì đó mới yeah, thì mình thấy các bạn sẽ học được các bạn sẽ có được rất là nhiều người thầy xuất hiện những người quý nhân hỗ trợ để bạn có thể có được cái quá trình học tập thành công và suôn sẻ và đạt được cái mong muốn của mình. À, một số bạn ở đây có thi cử thì mình thấy các bạn cần phải cố gắng hết sức ha. Bạn có mới có khả năng là có được cái thành công mà bạn mong đợi nha. Giai đoạn này có thể là các bạn có khuynh hướng là hay bị mất tập trung lắm. Đôi khi mình muốn học cái mình nghe nhạc một cái, cái mình xem tin tức rồi cái mình quên luôn rồi cái mình cứ bị gọi là kiểu chìm đắm trong những cái câu chuyện bên lề, những cái drama bên ngoài. Cho nên thời điểm này các bạn được nhắc nhở là hãy có một cái tính kỷ luật hơn và hãy tập trung hơn và mong muốn ước nguyện cũng như là kế hoạch của mình thì bạn mới có thể có được những thành công xứng đáng. Ừ. Và ngoài ra thì như mình nói các bạn có sự tập trung vào công việc thì các bạn có khả năng có sự thăng hoa, tài chính của bạn nó có sự nở rộ và có thể nó đến từ nhiều nguồn hoặc là có khả năng là tiền lương rồi các bạn có thêm tiền thưởng và được gọi những cái cúp vinh danh ghi nhận đánh giá cao cho nên là có khả năng như mình nói khi bạn nâng cấp chính mình thì tiền tài nó sẽ đến với bạn theo nhiều nguồn khác nhau yeah. và bên cạnh đó thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có được một cuộc sống thoải mái đủ đầy dư giả vui vẻ và trọn vẹn hơn À, ngoài ra một số bạn có thể các bạn có sự dự tính trồng hoa trồng cây gì đó thì có khả năng đây cũng là thời điểm tốt để bạn có thể gieo hạt nha yeah. hoặc là vuông trồng thấy là như vậy à, bên cạnh đó một số bạn có thể là bạn mong muốn có sự chuyến đi hoặc là bạn muốn chuyển nhà chuyển chỗ ở thì đây cũng là thời điểm để bạn có thể thuận lợi trong cái quá trình này hoặc là chuyển công việc chuyển uh, chi nhánh hoặc là có một cái chuyến đi công tác đi du lịch gì đó thì mình thấy các bạn sẽ suôn sẻ thuận lợi ha và ngoài ra thì có khả năng là một vài bạn cất nhà ở giai đoạn này có sự gọi là xây dựng nhà cửa sửa chữa cất nhà hoặc là trang trí nhà cửa thì cũng gọi là thắng lợi ừ. một số bạn các bạn ở trong cái trạng thái gọi là muốn xây dựng hòa bình các bạn muốn gọi là sống yên bình hoặc là là một người chuyên có sự hòa giải giúp đỡ người khác có khả năng nhận ra chân lý cuộc đời và giúp cho họ có thể trở nên điềm tĩnh hơn hoặc là bản thân của mình có sự tu tập hướng thiện thì các bạn sẽ thắng lợi, các bạn sẽ làm được ha. Và đôi khi có khả năng những lời nói, những cái kinh nghiệm của bạn cũng được rất là nhiều người lắng nghe và đón nhận. Một số bạn ở đây thì có thể là bạn cũng sẽ có khá là nhiều những cái cuộc họp, bàn với nhiều người. Cho nên là có thể cũng giúp cho uh, cái kế hoạch cũng mau chóng được hoàn thành ha. À, ngoài ra thì có thể một số bạn được thăng quan tiến chức lên một cái vị trí cao hơn vị trí lãnh đạo hoặc là đào tạo đội nhóm ừ. mình thấy là như vậy và bên cạnh đó thì có thể có một số bạn các bạn à bạn nữ ha đặc biệt các bạn nữ các bạn có sự chú trọng ở vấn đề gọi là chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài của mình nhan sắc làn da mái tóc vân vân thì mình thấy <laughs> các bạn sẽ gọi là có được cái kết quả hài lòng mã nguyện và mình thấy các bạn không cần phải đi theo bất kỳ những cái uh, xu hướng nào mà bạn chỉ cần thấy à bạn hợp với kiểu tóc đó bạn hợp với um, quần áo đó và bạn có thể chọn theo cái đúng cái sở thích của mình thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc với điều đó nha yeah. mình thấy đây là thời điểm các bạn có sự thể, thể hiện cái sự độc đáo riêng của mình và không có bị gọi là copy hoặc là trở nên giống một ai đó hãy là chính mình tạo nên thương hiệu riêng um. À, ngoài ra ở đây một số bạn có thể là bạn đi tiệc cưới, vui vẻ, thoải mái, thoạn trọn vẹn và kết nối, kết giao được nhiều người, nhiều bạn bè. À, hoặc là một số bạn có khả năng mở rộng cộng đồng, được nhiều người yêu thương và biết tới nhiều hơn. À, ở đây thì mình thấy có thể là một số bạn, các bạn cũng sẽ có sự làm kết nối với thiên nhiên nhiều hơn cho nên các bạn cũng sẽ nâng cao được nâng cao được năng lượng tần số rung động của mình Ừ, sạc lại pin một cách đầy đủ ha, để bạn có thể chuyên cần hoặc là chăm chỉ hoặc là có sự hào hứng hơn với công việc của các bạn. Yeah, ngoài ra ở đây thì có thể có một vài bạn các bạn uh, có tin vui về con cái như mình nói hoặc là bạn nào sanh nở sẽ thành công hoặc là người thân của các bạn. Ừ. À bên cạnh đó thì mình thấy các bạn có family wish come true đó là ước mơ những ước mơ về gia đình của bạn được trở thành hiện thực đó nha các bạn có những ước mơ về bản thân về cha mẹ về con cái về con cháu về bất kỳ ai trong gia đình các bạn sẽ trở thành sự thật ừ. ngoài ra các bạn có khả năng sẽ có những cái sự tương trợ sự giúp đỡ sự hướng dẫn kịp thời cho những vấn đề gì đó mà bạn cảm thấy khó chịu khó khăn hoặc là chưa có rõ ràng à, một số bạn sẽ có tình yêu nè lớp deep affection có sự gọi là tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và có sự quan tâm lẫn nhau. Có thể tình yêu bản thân, tình yêu thương gia đình hoặc là tình yêu đôi lứa. Có thể năng là bốn phần trăm ở đây có một số bạn các bạn sẽ tiến đến hôn nhân với người mình yêu hoặc là lên kế hoạch với nhau. Các bạn có riêng đó nè, một cái đám cưới sẽ diễn ra. Một số bạn có khả năng được ai đó mời đám cưới hoặc là có thể một vài bạn có một mối quan hệ lãng mạn hoặc là business ha có một cái sự gọi là khởi đầu phát triển một cái ngành nghề, một cái công việc kinh doanh mới cho sự nghiệp của mình ừ. và hãy sử dụng cái trực giác của mình để có thể tạo nên những cái thuận lợi những cái thay đổi có lợi cho các bạn ha ừ. unicorn à, cũng tượng trưng cho cái sự gọi là kỳ diệu phép màu Đến với các bạn rất là nhiều trong thời điểm này à, và những cái lo lắng của bạn là không cần thiết những cái lo lắng bất an gì đó là không cần thiết ừ. chỉ là trong thời điểm này không tranh cãi với người khác là điều của bạn cần phải làm và đồng thời bơi lội cũng phải cẩn thận đi biển đâu đó cũng phải cẩn thận một chút ha. Để tránh bị đuối nước. À, ở đây mình thấy cái khả năng trong thời điểm này các bạn cũng nên có sự tiết chế để tránh có những hiểu lầm, những cái sự gọi là khó chịu với bạn bè học với người yêu của mình. Nhưng mà mình thấy nếu như bạn nào ở trong cái trạng thái mà khó chịu rồi thì có thể các bạn sẽ giải quyết được nó. Uhm. Hoàn thành hoặc là giải quyết mâu thuẫn và nếu như bạn đang thực hiện một cái dự án kế hoạch gì đó trong thời điểm này thì có khả năng là trong tháng 6 các bạn sẽ đạt đến thành công hoặc một số bạn ở đây có nhà mới có cái tư duy thái độ lối sống mới trở nên tích cực và trọn vẹn hơn cũng như là các bạn có sự buông bỏ những cái sự tranh cãi mà các bạn có sự đầu tư thời gian cho sự hướng thiện đấy là như vậy các bạn chọn hòa bình thay vì chiến tranh rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi. Uhm. Bạn sẽ làm đâu thắng đó điều gì trong giai đoạn nửa cuối tháng 12 này? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người có khả năng là khá là thông minh, tài cán, là những người có thể biết vung trồng, biết lên kế hoạch cho cuộc đời của mình, biết mình muốn gì và cần gì và biết phải làm như thế nào để có thể đạt được cái nguyện vọng ước mơ một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn đang trong quá trình gọi là không có muốn gọi là đấu đá nữa mà các bạn chỉ muốn dành thời gian riêng cho những gì mà mình muốn khai triển thôi có thể các bạn có ba kế hoạch nào đó và các bạn đang trong quá trình gọi là vuông xới à, tưới tắm cho nó hy vọng nó sẽ phát triển ừ. ở đây mình thấy bạn là người khá là lý trí quyết đoán à, dứt khoát thông minh nhạy bén một số bạn ở đây mình thấy có khả năng là dạo gần đây có khả năng là bị thất thoát về tài chính tiền bạc đó nó eo hẹp hoặc là nó có sự giảm sụt, nó không như lúc trước Có nhiều vấn đề khiến các bạn cảm thấy khó khó chịu hoặc là tranh cãi chẳng hạn à. Một số bạn có thể đang bị bệnh à, Hoặc là cảm thấy đang rất là nhiều những cái sự áp lực về cơm áo gạo tiền Đang cố gắng làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết sức mình, gồng gánh mọi thứ Để có thể gọi là gia tăng thu nhập ừ, Đấy là như vậy, hiện tại có thể là như mình nói Các bạn đang có rất là nhiều những cái sức nặng, sự mệt mỏi, bận rộn Yeah, không có quá nhiều thời gian cho bản thân của mình nhưng mà mình thấy các bạn vẫn rất là kiên cường ha vẫn rất là hùng dũng vẫn rất là bình tĩnh để có thể nhìn nhận vấn đề của mình là và có sự suy xét và tìm những cách để có thể giải quyết mọi thứ một cách tốt nhất Rồi để mình xem coi. Um, bạn sẽ làm đâu tháng đó điều gì trong cái giai đoạn uh, nửa cuối tháng 12 này. Một số bạn giàu gần đây có thể làm rất là nhiều nhưng mà luôn bị người khác gọi là chỉ trích hoặc là đánh giá sai với các bạn. Yeah. Hoặc là đôi khi có những cái sự kiểu như là hạ thấp giá trị các bạn đôi khi có thể một số bạn cũng cảm thấy rất là nản lòng, cảm thấy rất là yếu đuối và thời điểm này các bạn cũng không cần phải đấu đá làm gì, không cần phải chứng minh với bất kỳ ai hết về bản thân của mình, chỉ cần vũ trụ biết bạn là ai là được rồi, ha, biết bạn đã cống hiến như thế nào, biết bạn đã nỗ lực ra sao là được. Còn người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là bạn nghĩ gì về chính mình cũng như ơn trên nghĩ gì về các bạn, đó mới là quan trọng. Các bạn sắp nhận được rất là nhiều những món quà những phép màu những điều kỳ diệu do các bạn là những người biết sống tu tập, các bạn biết những gì là đúng là sai thì các bạn biết gọi là giữ cho tinh thần của mình có sự minh mẫn và không để bản thân của mình trở nên tranh chấp hoặc là áp lực trong thời điểm này. Hoặc là hờn giận ai đó, mình thấy các bạn sẽ bọn chọn cái cách buông xôi buông bỏ tha thứ ha. À. Ở đây mình thấy vũ trụ và các thiên thần đang giúp cho bạn ngay bây giờ đó nha. Yeah. Cho nên hãy tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ của các ngài và sau đó các bạn chấp nhận khi nó đến. Các bạn đang có thêm nhiều phước lành xung quanh mình và gần đây các bạn đã trải qua một số thử thách hoặc có thể hiện tại bạn đang cầu xin thêm sự giúp đỡ thì dù thế nào đi chăng nữa thì các thiên thần đang bao quanh các bạn với tình yêu thiên liêng hơn bao giờ hết và các ngài đang ở bên các bạn mang đến cho bạn thêm một cái lớp điểm tình yêu và ánh sáng hơn nữa. Ừm. Uhm. Đôi khi hiện tại một số bạn các bạn cảm thấy như là vũ trụ và các thiên thần đã bỏ rơi mình rồi Thì các bạn được nhắc nhở rằng các ngài không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống các bạn Và không bao giờ rời xa các bạn Chỉ có những cái nỗi sợ hãi của bạn mới khiến cho bạn trở nên mù quáng và câm lặng trước sự hiện diện các ngài mà thôi Và các thiên thần của bạn có thể xua tan những nỗi sợ hãi của bạn nếu như bạn cầu xin và sau đó để cho các ngài bước vào và hỗ trợ Bạn thực sự được vũ trụ và các thiên thần ban phước và yêu thương rất là nhiều đó thêm một số bạn các bạn cảm thấy là mình rất là cần những phép màu ngay từ bây giờ thì các bạn sẽ có cơ hội để có thể trải nghiệm nhiều hơn là bạn nghĩ ừ. bởi vì đôi khi có thể khả năng các bạn cảm thấy có một số vấn đề các bạn không biết cách làm cách nào để có thể giải quyết được nó nhưng mà bạn hãy mở lòng để cho vũ trụ giúp cho bạn có thể giải quyết những cái thách thức theo cách khiến cho bạn ngạc nhiên à, và đồng thời hãy trao những nỗi sợ hãi của bạn cho ân trên hãy hình dung rằng ân trên các thiên thần đang có sự gọi là mang vác những cái vấn đề của bạn đi và đồng thời các bạn được hỗ trợ cho cái sự trí tuệ cũng như sự sáng tạo đến từ vũ trụ khi mà bạn có sự thư giãn ha, để cho mọi thứ nó diễn ra một cách êm ái nhất thì những cái phước lành sẽ đến với bạn một cách đảm bảo hơn ha, cho nên hãy mở lòng đón nhận phép màu đang đến các bạn ha các bạn đang trên một cái hành trình sát phát triển về mặt tinh thần nè cho nên đây là thời điểm có khả năng là rất là thích hợp cho các bạn có một cái sự hướng về tinh thần cũng như là một cái sự phát triển mặt tâm linh khá là cao bạn đang đi qua thời kỳ phát triển nhanh chóng uh, về mặt tâm linh có thể hiện tại một số bạn các bạn đang cảm thấy có sự gọi là bị choáng ngợp bởi rất là nhiều những cảm xúc uh, như là bối rối phấn khích sợ hãi hoặc là ngạc nhiên ngoài ra một số bạn các bạn có một cái tình yêu thương với đấng thiêng liêng mạnh mẽ hơn hoặc là bạn rất là muốn có thể đọc nghiên cứu học hỏi hoặc là dành thời gian uh, tĩnh lặng và nghiên cứu toàn thời gian cho những cái công việc uh, về tinh thần mà bạn yêu thích hoặc là một số bạn có khả năng các bạn cũng có những cái lo lắng về những cái tác động của các việc nghiên cứu tâm linh sẽ có những cái sự gọi là ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn và những cái lo lắng này nó tạo ra cái nỗi sợ hãi nó làm xói mòn cái niềm vui mà các bạn có sự gọi là mong muốn học hỏi và phát triển thêm cho nên là bạn hãy trao những cái nỗi sợ hãi này cho vũ trụ hãy tin rằng bạn được hỗ trợ bạn được yêu thương và được hướng dẫn trong từng khoảnh khắc và đừng có lo lắng về việc tương lai của bạn nó sẽ hòa hợp với sự phát triển tâm linh của bạn như thế nào bạn hãy tin rằng cùng một sức mạnh đã đưa các bạn đến con đường tâm linh của mình thì các ngài cũng sẽ chăm lo mọi thứ khác cho các bạn và rốt cuộc cái sức mạnh này hỗ trợ tất cả các hành tinh trên bầu trời và chắc chắn các bạn sẽ được hỗ trợ một cách hoàn hảo nhất trên một cái hành trình phát triển về con đường tâm linh tinh thần nha yeah một số bạn ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hay có sự chấp nhận chính mình. Đôi khi các bạn gặp thất bại, đôi khi các bạn bị người khác uh, phán xét, chỉ trích, phê bình, ghét, và các bạn cảm thấy như mình không có giá trị. Uh, tuy nhiên thì vũ trụ muốn nói với bạn rằng bạn rất là hoàn hảo trong mắt của ngài và mọi phần của các bạn đều tuyệt vời, đều tuyệt đẹp. Um, và các thiên thần muốn bạn hãy buông bỏ uh, uh, những cái phán đoán tiêu cực và đồng thời có sự tăng cường cái quyền năng sức mạnh cho chính mình một số bạn ở đây các bạn là những người có sự cầu toàn quá mức hoặc là bạn có sự gọi là thích đặt ra những tiêu chuẩn cao nhưng mà điều quan trọng là bạn phải nhìn nhận bản thân của mình bằng cái cặp mắt yêu thương cái việc mà bạn có sự coi thường bản thân hoặc là mắng mỏ bản thân của mình chỉ khiến cho tinh thần của bạn nó bị thụt giảm và cái sự hoàn thiện cái sự phát triển nó chỉ đến từ một cái tư duy tích cực thôi cho nên là hãy nhìn bản thân của bạn qua đôi mắt của các thiên thần và bạn sẽ thấy À, bạn là một đứa con hoàn hảo và thánh thiện của ngài Mặc dù có thể bạn cũng đã có những sai lầm trong quá khứ nhưng mà không có điều gì có thể gọi là thay đổi được tình yêu của vũ trụ dành cho các bạn các thiên thần có thể nhìn thấu qua những sai lầm bề ngoài của các bạn và các ngài nhìn thấy trái tim đang đập của tình yêu vũ trụ bên trong các bạn và các ngài yêu thương các bạn vô điều kiện và yêu cầu bạn hãy yêu chính mình theo cách đó nha Đây mình thấy cái khả năng là trong thời gian nửa cuối tháng 12 các bạn sẽ có những cái buổi lễ, ăn mừng, tổ chức, tiệc tùng gì đó cũng sẽ diễn ra rất là tốt đẹp và sung sẻ nha à, Các bạn có rất là nhiều tin vui đến với các bạn Và đồng thời cũng đã đến lúc các bạn có sự tận hưởng cái thành quả lao động của mình Đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn cảm thấy tràn ngập ánh sáng trong cuộc sống của các bạn Các bạn đã nỗ lực để có thể tạo ra những cái thay đổi và... Um, những ý định những cái khả năng manifest của bạn nó sẽ thành công trong thời điểm này đây là thời điểm để bạn có thể lấp đầy trái tim của mình bằng cảm giác biết ơn và ấm áp và các thiên thần yêu cầu các bạn hãy giữ vững cái lòng biết ơn này à, bạn giống như một người làm vườn gieo hạt giống và nuôi dưỡng chúng bởi vì các bạn có niềm tin rằng cái công việc của mình sẽ cho ra cái mầm mới cho nên là bạn cứ tiếp tục tưới nước và chăm sóc cái hạt giống của các bạn và các bạn sẽ sớm thấy nó nảy mầm trên bề mặt và các bạn luôn được ơn trên đồng hành để giúp cho bạn có thể chăm sóc khu vườn các bạn à, thật tốt tươi ha Đây một số bạn các bạn có tình yêu mới xuất hiện nè, new love. Cho nên là một cái chương mới trong cuộc sống tình yêu của bạn nó sẽ bắt đầu à, dù là với một cái người mới hay là một cái tình yêu được khơi dậy lại trong mối quan hệ hiện tại ha. Cho nên là bạn hãy mở lòng đón nhận một cái luồng tình yêu thiên liêng mới à, thông qua một cái người bạn đời trong cuộc sống của các bạn và các thiên thần đang chuẩn bị cho bạn nhận thức được à, những cái người mới bước vào cuộc sống của bạn. Vì à, cái người này họ có khả năng không giống à, như những người mà bạn đã quen trước đây, cho nên là bạn hãy cởi mở với những cái thay đổi trong các mối quan hệ hiện tại của bạn và đừng có bám chặt vào những cái ý tưởng về cách bạn nghĩ về các mối quan hệ nên như thế nào. Đây sẽ là thời điểm cho những cái gọi là thay đổi kỳ diệu trong cuộc sống tình yêu các bạn. Và các bạn được yêu cầu là hãy tin tưởng vào vũ trụ và các thiên thần hộ mệnh của bạn. À, để giải quyết mọi việc vì cái lợi ích cao nhất cho các bạn đó và hãy biết rằng là những cái thay đổi trong đời sống tình cảm của bạn nó chỉ gây đau đớn nếu như bạn cứng nhắc trong suy nghĩ và hành vi đôi khi một tình yêu mới đến các bạn cũng cần phải thay đổi cái cái cách yêu của mình một số bạn đã có những cái cách yêu gì đó trong quá khứ không tốt không phù hợp thì đã đến lúc các bạn có sự thay đổi nó rồi và nếu như các bạn có sự trôi theo dòng chảy của tình yêu thì bạn sẽ thấy rằng những phần cũ trong đời sống tình cảm của bạn nó cũng sẽ trôi đi và nó sẽ được nhanh chóng được thay thế bằng những khía cạnh mới sẽ làm cho bạn cảm thấy thích thú hơn cho nên là mình thấy cái khả năng là một số bạn sẽ có sự chuyển sang một cái giai đoạn vui tươi hơn đam mê hơn trong tình yêu mới hoặc đây sẽ là một cái người có thể bước vào cuộc sống của các bạn và họ có sự truyền cảm hứng hạnh phúc lớn lao À, cho các bạn cũng như bạn có khả năng gọi là, là tác động ngược lại với họ như vậy. ở đây mình thấy các bạn đang nhận được rất là nhiều những sự hướng dẫn từ thiên liêng từ ân trên, từ thần thánh, cho nên là các bạn à, sẽ nâng cao được sự hiểu biết tầm nhìn và có khả năng tiếng nói bên trong có sự cố gắng nói với bạn một cái điều gì đó. và đây là một điều rất là quan trọng và bạn phải tin tưởng theo cái sự hướng dẫn, sự thúc giục từ trong cái trái tim của mình. À. ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ nhận được rất là nhiều thông điệp hoặc là có thể năng là các bạn sẽ thấy rất là nhiều con số lập, những cái dấu hiệu gì đó để bạn có thể nhận biết một số vấn đề từ đó các bạn có thể có những cái hướng đi rõ ràng hơn để giải quyết được một số hoặc là trường hợp khó khăn của mình Khả năng các bạn thấy rất là nhiều con số lập 555 đó nha. Yeah. Ở đây một số bạn có khả năng là các bạn sẽ kết thúc một cái mối tình nào đó bạn cảm thấy nó rất là trống vắng hoặc là nó không có đồng điệu hoặc hai người không có hiểu nhau hoặc là không có hợp nhau hoặc là cảm thấy rất là cô đơn trong mối quan hệ đó các bạn có thể là đây sẽ là thời điểm các bạn có sự kết thúc hoàn toàn uhm. kết thúc những cái cũ phải cho nó có sự gọi là bị gọi là chôn vùi để có thể có những cái điều mới hoặc là ánh sáng mặt trời có sự ló dạng các bạn ở đây và đây cũng là thời điểm các bạn được khuyến khích là đây là thời điểm các bạn phải đón những cái mới à, các bạn không nên để bản thân của mình bị chôn vùi trong những cái quá khứ cũ kỹ nữa ừ. đây là thời điểm các bạn có khả năng là có sự dọn dẹp quá khứ thì các bạn sẽ sẽ có sự thành công nha yeah. Và bạn ở đây mình thấy có khả năng là bạn cũng có sự nâng cấp thêm kỹ năng tay nghề học vấn hoặc là kiến thức gì đó của mình thì có khả năng là các bạn cũng sẽ thắng lợi trong cái lĩnh vực này, trong những điều này. Ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng uh, có đi du lịch hay đi đâu đó thì cũng nên uh, thận trọng một chút, đặc biệt là những bạn đi biển nè hoặc là những bạn nào ở gần sông nước nè. À, giai đoạn này các bạn được ơn cho em bảo vệ rất là nhiều Có được những sự hỗ trợ để bạn tránh được những cái rủi ro có lường. đặc biệt như mình nói là một số bạn là vấn đề về sông nước đó, à, cẩn thận à, bị đuối nước. đặc biệt nhắc nhở những con cháu à, của mình về vấn đề này. Ở đây mình thấy à, những gánh nặng của bạn nó sẽ kết thúc và đây sẽ là thời điểm những cái gì đó gọi là nặng nề, những gì mà bạn đã chịu đựng đó, thì có thể nó sẽ kết thúc và các bạn sẽ không còn ở trong cái trạng thái kiểu như là bóng tối nữa mà các bạn sẽ thấy được cái ánh sáng hào quang. À. Uhm, đây là kiểu giống như là sau cơn mưa trời lại sáng hoặc là sau đêm tối là cái ánh bình minh ló dạng nè uhm. và ngoài ra ở đây mình thấy khả năng là các bạn lên kế hoạch gì đó cho tương lai cho những cái hướng đi xa hơn hoặc là bạn uh, muốn đi đâu đó thì có khả năng các bạn sẽ thành công uhm. Hoặc là một số bạn muốn mở thêm một một chi nhánh hoặc là một cái lĩnh vực gì đó mới thì mình thấy cái khả năng nó sẽ có sự phát triển. Nhưng mà các bạn cũng phải có một sự gọi là xây dựng một nền tảng kiên cố thì mới có thể gọi là phát triển theo mong đợi nha. Phải có kiến thức, phải có kế hoạch, phải có những cái sự chuẩn bị hẳn hoi, kỹ càng, kỹ lưỡng và có những hành động uh, kiên nhẫn và kiên trì. Ừ. Ở đây mình thấy có thể là có tới ba người có sự hỗ trợ giúp đỡ các bạn một người mang năng lượng nữ hoa đây là một người có thể nhẹ nhàng tình cảm ngọt ngào lãng mạn ân cần mà biết quan tâm mọi người có thể có một số bạn các bạn có những vấn đề sức khỏe cũng sẽ được uh, chữa lành ừ. và một người mang năng lượng nữ thì có nguồn năng lượng ngược lại đây là một người rất là lý trí khô khan ít nói nguội lạnh nhưng mà họ là một người rất là sòng phẳng rất là rõ ràng rất là chính trực ha, và có sự gọi là công bằng liêm chính ừ. người thứ ba là một người mang năng lượng nam người này là một người cũng biết gọi là suy nghĩ cho người khác cũng là một người rất là biết giúp đỡ mọi người nhẹ nhàng và yêu thương ha, thì mình thấy có ba người sẽ có sự hỗ trợ nâng đỡ hoặc là những người đồng nghiệp những người cộng sự hoặc là những người hợp tác với các bạn trên hành trình phía trước à, một số bạn ở đây mình thấy các bạn có tràn trề tình yêu như mình nói nè một tình yêu gì đó rất là ngọt ngào rất là đậm nồng à, rất là lãng mạn được mang đến các bạn hoặc một số bạn sẽ nhận được cái cúp nhận được cái sự đánh giá cao được sự công nhận ha, từ những người yêu thương các bạn trong cái quá trình nỗ lực các bạn trong công việc hoặc có thể một vài bạn được lên chức ngoài ra có một số bạn làm trong những lĩnh vực liên quan đến chủ lành có thể được nâng cấp tay nghề hoặc là các bạn có một sự muốn lan tỏ tình yêu thương sự quan tâm sự ân cần nhẹ nhàng với mọi người thì mình thấy các bạn cũng sẽ làm tốt được cái điều này nha đặc biệt một số bạn nữ ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ trở nên trẻ trung hơn nếu như các bạn có sự đầu tư vấn đề chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài các bạn để chuẩn bị cho tết đến xuân về hoặc là noel mình thấy là như vậy Thấy các bạn nhìn rất là trẻ và nhìn rất là hiền hậu Hoặc là có khả năng các bạn trở nên thu hút, ha trở nên ngọt ngào hơn, điềm tĩnh hơn, um, từ tốn hơn à, Và ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn cũng uh, có con, có tin vui về con cái um, Hoặc có, có khả năng những lời cầu nguyện của bạn nhìn cho tổ tiên ông bà có thể cũng được lắng nghe um, Hoặc là con cháu của bạn có tin vui ha, về học tập chẳng hạn có những cái mâu thuẫn, những cái gì đó có bất đồng quan điểm có thể cũng sẽ được giải quyết theo cái hướng uh, trang hòa uh, hoặc là mọi người có sự hợp tác với nhau để có thể uh, giải quyết uh, vấn đề tranh chấp. Ừ. Ở đây mình thấy có thể là có nhiều bạn là tình yêu mới và cũng có nhiều bạn có khả năng là 6% là một cái người yêu nhưng mà các bạn có khả năng là yêu một cách mới hoặc một cái người nào đó uh, cũ kỹ tìm về với các bạn. Ừ và có khả năng là tùy theo ở cách hai người ứng xử hoặc là sửa đò, sửa đổi hoặc là thỏa hiệp với nhau để xem hai bạn có thể đi lâu bền lâu dài được hay không uhm. ăn thua ở hai người xem cái mối hệ này có thể tiến triển được hay không còn nếu như không tiến triển được thì các bạn vẫn vẫn sẽ gặp tình yêu mới phù hợp với bạn hơn à. khi mà bạn đã rút kinh nghiệm và không có để bản thân của mình gọi là yêu một cách theo cũ kỹ trong quá khứ nữa thì lúc đó mấy bạn mới thực sự là yêu ha và mình thấy cái khả năng các bạn sẽ nhìn cuộc sống này với cặp mắt yêu thương hơn và biết tha thứ biết buông bỏ và không có để bản thân của mình bị vướng vào những cái sự tranh cãi ganh ghét đố kỵ mệt mỏi ừ. các bạn có được những sự sáng tạo mới những cơ hội những cuộc hẹn những niềm vui gì đó được mang đến hoặc một số bạn có khả năng có hẹn hò với người yêu vân vân Có đây nó cũng sẽ thắng thắng lợi đó đặc biệt các bạn nam hoặc là một số bạn trồng cây cũng sẽ thắng lợi ha một số bạn ở đây các bạn đang cảm thấy rất là bất mãn với cuộc đời của mình có nhiều thứ tan vỡ vụn vỡ ừ. tuy nhiên thì những điều này là cần thiết cho cái quá trình phát triển các bạn đây không phải lời nguyền mà là một cái điều cần thiết để bạn có thể phát triển hành trình tinh, tinh, tâm linh tinh thần á một số bạn sẽ có một cái tình yêu mà hai người có sự hung đúc nâng đỡ tinh thần cho nhau ha. Các bạn sẽ có những cái lời khuyên khôn ngoan từ những người thông minh, những người có hiểu biết Và các bạn sẽ có cái cánh cửa cơ hội, những cánh cửa cơ hội được mở ra đang chờ đón các bạn Và giai đoạn này các bạn cũng nên thận trọng bởi vì có khả năng sẽ rơi vào một cái một cái thế gọi là kiểu tham thì thâm Hoặc là có thể các bạn sẽ có cái nhu cầu ham ăn uống rất là nhiều Cho nên các bạn cần phải tiết chế chừng mực và phải nhìn ra cái cạm bẫy để tránh bị lừa, để tránh bị mất tiền nha Giai đoạn này thời điểm cuối năm cho nên lừa đảo xuất hiện rất là nhiều những cuộc gọi lừa đảo và thao túng. Thì các bạn làm ăn kinh doanh, đặc biệt những bạn đó thì cần cẩn trọng vấn đề về à, thuế má rồi đó. Mà giai đoạn này có điều gì đó nó không có thành công, không có nghĩa là bạn không đủ tốt, mà có thể là à, các bạn xứng đáng với những cái cơ hội tốt hơn, hoặc là đôi khi không có thành công một cái điều gì đó, nó lại là một cái điều gọi là cần thiết để bảo vệ các bạn, ừ. các bạn có được cái thành công giải quyết những vấn đề của mình ngoài ra các bạn có được cái hạnh phúc có được cái niềm vui sự trọn vẹn hoặc có một cái kết quả tốt đẹp hoặc là tích cực ừ. À, ngoài ra bạn nào có phẫu thuật hay gì đó có thể là sẽ thành công nhưng mà hãy chọn đúng địa điểm những nơi gọi là uy tín để tránh gọi là tiền mất tật mang nha. Và ngoài ra một số bạn như mình nói sẽ sẽ sinh con thành công hoặc là có khả năng các bạn cũng sẽ bắt đầu một cái dự án cơ hội kinh doanh mới, một cái sự nghiệp gì đó mới của mình. Ừ. Ở đây có một số bạn các bạn thi cử thì mình thấy các bạn nên đầu tư thời gian công sức. Các bạn có sự lơ lơ là các bạn không tập trung thì rất là dễ gọi làm thất bại nha. Và hãy luôn sống trong cái sự trung thực ngay thẳng và có trách nhiệm trong mọi việc của mình. Tránh làm những điều dối trá bởi vì đây là thời điểm nhân quả cho nên khi mình làm những điều dối trá thì sẽ có cái kết quả không tốt cho bản thân đó ừ. và ngoài ra hãy cẩn thận các bạn tránh đi đông đêm tối hoặc là à, có sự gọi là kiểu à, cẩn thận với những cái người họ làm những gì gì đó mù sau lưng họ muốn gây hại cho mình đó nên là bạn hãy cầu xin các thiên thần bảo vệ cho bạn cũng như gia đình các bạn trong thời điểm này và các bạn như mình nói sẽ được rất là nhiều những sự hướng dẫn thần thánh Để bạn có thể vượt qua à, Có rất là nhiều phép màu, những điều kỳ diệu Giúp cho cuộc sống của bạn nó được có sự thăng hoa Được an toàn, được trọn vẹn nhất Ở ừ. à, điểm này hãy tập trung vào công việc của mình Đặc biệt những bạn nào mà làm chủ cả Rồi đó còn phải tập trung nhiều hơn Để tránh cái trường hợp gọi là có những người à, Làm cho các bạn rồi họ họ có sự gọi là kiểu đâm lén sau lưng ha hoặc làm điều gì đó u tối sau lưng khiến cho mình bị mất uh, mất tiền ở đây một số bạn thì mình thấy khả năng là chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn ha ngoài ra các bạn sẽ có những cơ hội hoặc là có những cái um, khả năng kiếm tiền có những cái cơ hội bất ngờ về tài chính tuy nhiên giai đoạn này không nên gọi là chơi cờ bạc đỏ đen thì rất là dễ gọi là bị thất thoát tài chính bị thiệt hại đó mình thấy là như vậy giai đoạn này những ai mà trèo kéo hoặc rủ rê các bạn uh, với cái sự gọi là không mất gì không gọi là uh, kiểu như là uh, không phải bỏ công sức quá nhiều nhưng mà vẫn kiếm được một số tiền lớn thì coi chừng đó là một cái sự gọi là chiêu thức lừa đảo nha. Ừ. Đặc biệt là có thể những cái người bạn cũ nào đó lâu rồi không gặp, ừ. cho nên mình thấy các bạn hết sức thận trọng hoặc những người muốn muốn trở thành bạn bè của bạn rồi sau đó có sự uh, lợi dụng các bạn. Rồi mình xin kết thúc các bạn uh, tụ hai. Ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi. Ờ, um, oh, tụ ba, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi bạn sẽ làm gì tháng đó. Um, về điều gì trong cái giai đoạn uh, nửa cuối tháng 12 này và đây là những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tụ 3 hiện tại có khả năng là đang đứng trước giữa rất là nhiều vấn đề cần phải giải quyết Cho nên các bạn cần có không gian riêng để có thể xem xét, nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng Hoặc các bạn có khả năng là đang có sự gọi là kiên nhẫn vượt qua một cái vấn đề gì đó hiện tại các bạn là những người có khả năng là đang học hỏi những điều mới mẻ hoặc là đang có sự khám phá những kế hoạch dự án mới con đường mới hướng đi mới ừ, các bạn có khả năng là đang có những cái điều ước, ước mơ nguyện vọng gì đó và muốn hoàn thành nó nha yeah. hoặc một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn uh, là một người khá là nổi bật nổi tiếng trong một cái lĩnh vực gì đó nhưng mà bây giờ các bạn lại muốn mình có một cái gì đó mới mẻ chứ bạn không muốn ở trong một cái lối lối cũ kỹ nữa ha không có muốn ở trong một cái trạng thái ợp mệt hoặc là khuôn mẫu nữa đây là thời điểm thật sự là cuộc sống của bạn bước sang cái giai đoạn chuyển về chuyển đổi à, và bạn không thể nào ở trong cái trạng thái cũ đã đến lúc các bạn cần phải gọi là bước đi tìm thấy ánh sáng mới cho cuộc đời của mình à, một số bạn sắp tới sẽ có những chuyến đi mới mẻ đi du lịch khám phá hoặc là có thi cử gì đó mình thấy các bạn sẽ thành công và các bạn hãy có sự trao phó những nỗi lo lắng bất an cho ân trên bởi vì mình thấy cái thiên thần sẽ có sự gọi là chở bạn trên đôi cánh của các ngài sẽ giúp cho bạn có thể thắng lợi hoặc đến được cái nơi mà bạn mong muốn một cách an toàn. Việc của các bạn là tin tưởng và ngồi trên đôi cánh này. Khi bạn có sự bất an, không tin tưởng á, các bạn thiếu cái sự cảm thấy thoải mái, khó bạn cảm thấy khó chịu, bạn cảm thấy sợ hãi thì bạn rất là dễ bị tuột xuống nha. Yeah. Ở đây có một số bạn ở những cái nơi thấp trũng có thể là sẽ có những vấn đề liên quan đến ngập nước cho nên các bạn cũng nên có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cái sự di chuyển khi cần thiết nha. Yeah. À, điểm này các bạn đi có đi đâu đó hoặc là bạn muốn thực hiện gì đó có thể thành công hoặc là bạn muốn chuyển đổi thì sẽ có sự thành công ở đây nha. Và cái sự thành công, sự chiến thắng của bạn có sự gọi là nhúng tay của uh, thiên thần vũ trụ của đấng bảo hộ thiên liên. Bạn sẽ làm gì thắng đó à, về điều gì trong giai đoạn nửa cuối tháng 12 đây. Các bạn rất là liên kết ở đây luôn nè. Các bạn có new beginning rồi. À, có rất là nhiều điều mới đang được gọi là Mở ra cho cuộc sống của các bạn à, Ở đây mình thấy dường như Trong giai đoạn này có rất là nhiều người Một số bạn chọn luôn ba tụ Hoặc là tất cả các bạn Các bạn đều có sự cố gắng manifest Thu hút những điều mình mong muốn đến Bởi vì đây là thời điểm Khá là thuận lợi cho cái Chủ đề này Và cái việc manifest sẽ không thành công Nếu như các bạn có sự chê trách Hoặc là cảm thấy mình không xứng đáng Ừ, cảm thấy mình không được tốt. Một số bạn chọn luôn tụ 2, tụ 3. Blessing nè. Các bạn có phước lành nha. Cho nên là mình thấy là cái việc manifest sẽ rất là thuận lợi đó. Ở đây mình thấy các con số thiên thần 4747 nè. Các bạn có thể lên Google sợ con số thiên thần này để biết thêm chi tiết mà ơn trên muốn hướng dẫn các bạn nha. Các bạn được nhắc nhở là hãy có sự đón nhận uh, những cái điều mới mẻ trong cuộc sống của mình. Sẽ có những cơ hội, những con người và dự án mới bước vào và các thiên thần muốn bạn hãy biết rằng cái sự thay đổi đôi khi có thể đã khiến cho bạn cảm thấy hơi đáng sợ ừ, tuy nhiên thì ơn trên có sự bao quanh các bạn bằng năng lượng yêu thương cho nên là bạn hãy cầu xin các ngài bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy sợ phải đối mặt với những tình huống mới các ngài sẽ thúc đẩy cho các bạn có sự tự tin và năng lượng để bạn có thể tận hưởng được cái sự khởi động mới của mình vì đôi khi các bạn có sự bám víu vào những cái thói quen cũ thì sẽ không tốt cho cái sự gọi là thăng tiến trong tương lai cho nên là các bạn được các thiên thần yêu cầu các bạn hãy có sự cởi mở và tiếp cận những cái cách thức mới, những điều mới đến với cuộc sống của mình. Có thể các bạn sẽ được các ngài dạy cho bạn một cách nhìn mới về các tình huống, hoặc là kêu gọi các bạn học một cái kỹ năng gì đó mới. À, thì nói chung là bất kể điều gì mới khởi đầu là dành cho các bạn. Cho nên các bạn sẽ làm đâu thắng đó cái vấn đề về tạo nên những cái khởi đầu mới, những cái điều gì mới mẻ à, để bản thân của mình được gọi là căng mình bởi những hoàn cảnh vô cùng gọi là thú vị nha yeah. bởi vì đôi khi bạn sẽ tìm hiểu hiểu thêm về bản thân của mình thông qua những trải nghiệm mới đó ở đây mình thấy khả năng một số bạn các bạn có những cái dự án âm nhạc sáng tạo gì đó liên quan đến âm nhạc á các bạn sẽ thành công nha bởi vì các bạn có được cái sự hướng dẫn từ ân trên đặc biệt là các thiên thần để bạn có thể đắm chìm bản thân của mình vào âm nhạc vào những cái bài nhạc đẹp hoặc là nâng cao tâm hồn của bạn và nâng cao suy nghĩ của bạn Ừ. Ở đây thì nếu như bạn trải qua giai đoạn cảm thấy bức bối, khó chịu, áp lực thì hãy nghe những bài nhạc uh, truyền cảm hứng uh, giúp cho tinh thần của bạn có sự phấn chấn trở lại. Và các thiên thần cũng có sự yêu cầu các bạn hãy thêm âm nhạc nhiều hơn vào cuộc sống của mình. Yeah. Các bạn có thể gọi là huyết sáo hoặc là hát hò hoặc là bạn cũng có khả năng là một số bạn có năng khiếu âm nhạc của riêng mình cho nên các bạn có khả năng là có cái sự đam mê để có thể sáng tác hoặc là chơi nhạc gì đó hoặc là hát một cái bài hát nào đó thì đây là thời điểm rất là tốt để bạn có thể thực hiện uh, thể hiện phát triển được cái năng khiếu mà vũ trụ ban tặng cho các ban tặng cho các bạn bởi vì cái năng khiếu tài năng âm nhạc của bạn sẽ giúp ích cho người khác cho nên là các bạn được ơn trên yêu cầu các bạn hãy trở thành một thiên thần trái đất bằng cách các bạn thể hiện cái năng khiếu ca hát và giai điệu của mình nha yeah đây mình thấy các bạn là những người rất là yêu thích hòa bình cho nên giai đoạn này nếu như bạn có một cái sự gọi là muốn kiến tạo nên hòa bình cho cuộc sống của mình thì các bạn cũng sẽ rất là thành công ừ. các bạn sẽ có được cái dấu hiệu của những cái sự hòa hợp mới đang hé mở bên trong cuộc sống của các bạn cho nên là các bạn hãy từ bỏ cái việc nhìn nhận tình hình như là khiến cho mình cảm thấy nó là một cái vấn đề rất rối mà hãy nhìn nhận bản thân hoặc người khác qua con mắt của các thiên thần hộ mệnh thì theo cách này các bạn sẽ nhìn thấu được cái bề mặt và thấy được cái vẻ đẹp và ánh sáng luôn tỏa sáng trong mọi người ha ừ. Bằng cách các bạn chuyển cái góc nhìn của mình sang góc nhìn của thiên thần thì bạn sẽ trở nên một thiên thần trái đất Cho nên hãy giữ một cái góc nhìn cao hơn sẽ tạo ra được cái sự chủ lành kỳ diệu trong tất cả các mối quan hệ của các bạn đó Những cái xung đột nó sẽ biến mất và các bạn sẽ có được những sự thật mới mẻ và trong sạch về mọi người và mọi thứ Thời điểm này là thời điểm vàng cho các bạn nào đang gọi là dùng luật hấp dẫn manifest Cố gắng thu hút cái điều mình mong muốn Bởi vì các bạn có khả năng là thu hút được những cơ hội và sự dồi dào Và hãy biết rằng bạn có thể trải nghiệm những cái món quà này trong cái thời điểm này đó nha Những cái khát vọng, những cái mong đợi của các bạn đang trên đường đến với các bạn Tuy nhiên đôi khi nó đến với bạn theo cái cách mà bạn không ngờ tới Thật là nó khác với những gì bạn mong đợi Nhưng mà những cái phần thưởng mà bạn thực sự mong muốn chẳng hạn như là cái cảm giác bình yên an toàn và hạnh phúc sẽ được thể hiện chính xác như bạn yêu cầu cho nên là bạn hãy cầu xin cái thiên thần giúp cho bạn có một cái niềm tin và khả năng thể hiện của mình và với cái niềm tin này thì bạn và vũ trụ có thể làm bất cứ điều gì và đây là quá trình mà mọi suy nghĩ của bạn sẽ có khả năng chuyển thành cái dạng hữu hình đó là đầu tiên các bạn bắt đầu một ý tưởng mà bạn được gọi là khởi phát từ sinh ra từ các nguồn thiên liên là các bạn sau đó hãy có sự gọi là hãy biết rằng cái ý tưởng này nó sẽ khiến cho cảm giác của bạn có được cái sự rung động cao ha và nếu cảm giác đó là yêu thương và nuôi dưỡng thì ý tưởng và cảm giác đó sẽ tạo ra cái phôi thai của sự biểu hiện. Bạn nuôi dưỡng ý tưởng mới sinh của mình bằng cách tin vào nó và bằng cách làm theo hướng dẫn từng bước và vũ trụ các thiên thần trao cho bạn thông qua những cảm xúc giấc mơ và tầm nhìn nha ở đây mình thấy các bạn có được cái sự giúp đỡ của thiên thần hộ mệnh cho các bạn và ngài có sự bảo vệ các bạn nha và tình yêu của thiên thần hộ mệnh dành cho các bạn là hoàn toàn vô điều kiện bạn không đơn độc và thiên thần hộ mệnh của bạn muốn bạn biết rằng ngài luôn ở xung quanh các bạn chưa bao giờ rời xa các bạn và không bao giờ có thể rời xa được các bạn bạn xứng đáng được sự giúp đỡ và quan tâm và không có điều gì mà bạn từng nghĩ, từng nói hoặc là làm có để khả năng bạn làm những điều gì đó uh, tiêu cực cũng sẽ không khiến cho thiên thần có sự xa lánh các bạn ừ. bởi vì thiên thần hộ mệnh của bạn không bao giờ phán xét hoặc là bỏ rơi bạn vì những cái sai lầm mà bạn mắc phải cái thiên thần hộ mệnh của bạn chỉ đơn giản ở đây để có thể hỗ trợ bạn để bạn có thể phát triển về mặt tinh thần và giúp đỡ người khác nên thời điểm này cũng là thời điểm tốt để bạn có thể gắn kết kết nối cầu nguyện cùng với thiên thần hộ mệnh để có thể giúp cho bạn một số điều mà bạn um, cần sự trợ giúp đây mình thấy các bạn có flexin cho nên là đây thời điểm các bạn sẽ có sự gọi là đón nhận ha rất là nhiều những phước lành rất là nhiều những cái ngôi sao may mắn được chiếu rọi vào cuộc sống các bạn dạ gần đây nếu như bạn đã trải qua một số thử thách trong gai hoặc là bạn đã cầu xin ơn trên có sự giúp đỡ hỗ trợ các bạn thêm nữa thì các ngài sẽ có sự gọi là hỗ trợ các bạn trong cái tình yêu thiêng liêng và các ngài sẽ cung cấp cho bạn thêm một cái lớp đệm tình yêu và ánh sáng nữa đôi khi các bạn cảm thấy như bạn bị bỏ rơi các bạn cảm thấy cô đơn các bạn cảm thấy cái ơn trên có sự biến mất khỏi cuộc sống các bạn tuy nhiên các ngài không bao giờ làm như vậy à, bởi vì đôi khi các bạn cảm thấy sợ hãi quá nhiều và chính cái nỗi sợ hãi của bạn khiến các bạn trở nên gọi là bị mù quáng và câm lặng trước sự hiện diện của các thiên thần thôi nhưng mà các ngài có thể gọi là xua tan cái nỗi sợ hãi của bạn nếu như bạn có sự cầu sinh và sau đó các bạn để cho các ngài có thể tự quyền gọi là giải quyết vấn đề cho các bạn. Ừ. Thật sự các bạn được ban rất là nhiều những phước lành trong thời điểm này ha. Một số bạn có khả năng các bạn như mình nói sẽ có những sự di chuyển thành công nè, chuyển công việc, chuyển chỗ ở, chuyển chi nhánh, chuyển đổi bản thân của mình thoát khỏi những cái điều gì đó ràng buộc những gì đó gọi là tiêu cực các bạn có khả năng là sẽ có sự đứng lên bảo vệ chính kiến lập trường của mình, nhưng các bạn không có bị siêu vẹo, không không có bị rơi xuống, bị người khác gây cho bạn cái sự ảnh hưởng, các bạn có được cái sự bảo vệ toàn vẹn từ ơn trên và bản thân bạn cũng phải biết bảo vệ chính mình, Rồi xa những cái nguồn năng lượng xấu hoặc là những người không phù hợp với giá trị năng lượng với mình, à, những hoàn cảnh tình huống con người gì đó không phù hợp với cái lối sống của các bạn ngoài ra một số bạn các bạn có thể là dành thời gian nghỉ ngơi thì có khả năng các bạn cũng sẽ có được những khoảng thời gian thoải mái hơn, thư giãn hơn. Ừ. và đây là thời điểm các bạn cũng nên có sự suy nghĩ cẩn thận, tính toán trước sau, nhìn mọi thứ ở nhiều góc độ khác nhau để mình có thể gọi là đưa ra những quyết định đúng đắn nhất, phù hợp nhất hoặc là tìm ra được cái mục tiêu, con đường hướng đi rõ ràng nhất cho chính mình. À, một số bạn ở đây thì các bạn có rất là nhiều thông tin liên quan đến du lịch, là liên quan đến thay đổi, liên quan đến chuyển đổi hoặc là một số bạn ở những cái nơi ngập nước có thể bạn sẽ có sự an toàn rời khỏi những cái nơi đó để tìm một cái nơi cao hơn các bạn được nâng đỡ rất là nhiều trong thời điểm này và các bạn có rất là nhiều điều mới có thể một số bạn mua đồ mới hoặc là các bạn có khả năng là trở thành con người mới hoặc một số bạn có khả năng làm những công việc gì đó liên quan đến trẻ em cũng sẽ thành công tình yêu mới con người mới dự án mới cách thức mới Uh, tiềm năng mới hoặc là những cái sáng tạo mới gì đó của bạn nó được gọi là bung nở trong thời điểm này khá là nhiều cuộc sống của bạn tràn đầy màu sắc hoặc là giai đoạn này là thời điểm các bạn viết lên cái kịch bản cho cuộc đời của mình trong tương lai sắp tới và bạn sẽ uh, sẽ tạo nên một cái kịch bản gọi là có hậu cho bản thân của mình ha mình thấy là như vậy <laughs> ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật cho nên giai đoạn này hãy cầu nguyện đi ha hãy uh, có sự tin tưởng là mình xứng đáng nhận được cái điều này thì chắc chắn là như vậy một số bạn nữ có khả năng trở nên xinh đẹp hơn trẻ trung hơn và có sự gọi là xuất sắc về mặt nhan sắc hơn mình thấy là như vậy hoặc là một số bạn mua xe sẽ thành công đi du lịch sẽ thành công tuy nhiên có một số bạn có nên nhắc nhở người thân đặc biệt là con cháu của mình có đi biển hay gì đó hoặc ở những cái nơi gần sông nước hết sức thận trọng để tránh cái vấn đề bị bị đuối nước nha ở đây mình nhắc đã rất là nhiều lần ha. À, hy vọng là có một số bạn phù hợp với năng lượng sẽ có thể tránh được một số vấn đề liên quan vấn đề này. Bạn nào cầu con mong con như mình nói sẽ có kết quả và đặc biệt là có một số bạn rất là mong con gái thì mình thấy bạn mong điều gì bạn sẽ đạt được điều đó và đặc biệt đây là mình thấy bé gái là nhiều và bạn cần phải bảo vệ chính mình đó. một số bạn có những vấn đề về gia đình nhưng mà sẽ được giải quyết thôi Có bạn có vấn đề về gia đình nhưng mà những cái điều ước về gia đình của bạn trở thành hiện thực nên là cũng không cần phải lo lắng gì cả đây các bạn sẽ có được cái chuyến đi kỳ nghỉ một sự phát triển mặt tinh thần hoặc là thể chất ừ. một số bạn các bạn có khả năng có những cái điều quan trọng đến như là công việc mới hoặc là một sự tăng lương tăng thưởng ở đây ngoài ra rất là nhiều những cái chuyến đi du lịch nha. những cái sự dịch chuyển di chuyển Ừ, các bạn cần phải có kế hoạch thì các bạn mới thành công trong mọi việc còn các bạn có một sự kiểu như là làm mọi thứ một cách bốc đồng thì bộc phát thì có khả năng sẽ rất là thất bại dễ thất bại nha các bạn có được cái sự hài lòng với một cái người bạn thân nào đó đây họ giúp đỡ hoặc cho bạn những lời khuyên hợp lý một số bạn ở đây như mình nói cẩn thận với những cái gọi là chiêu thức lùa gà ha kiểu như có những cái hợp đồng hoặc những cái kế hoạch gì đó hơi ảo tưởng một chút các bạn cẩn thận để tránh bị mất tiền của mình hoặc là hãy biết sử dụng đồng tiền của mình một cách khôn ngoan nhất suy si tính cẩn thận rồi hãy làm hãy lên kế hoạch và thực hiện bởi vì đôi khi cuộc sống không như mình nghĩ mình phải tìm kiếm thêm những cái kiến thức kinh nghiệm hoặc là những lời khuyên sự chia sẻ khi mình vững vàng rồi mình hãy bắt tay vô thực hiện bắt tay vô đầu tư à các bạn không cần phải vội, mọi cái thông tin, mọi kiến thức hoặc là những điều bạn cần sẽ được mang đến. Các bạn sẽ có một cái hành trình phát triển về mặt uh, tinh thần tâm linh khá là nhiều ở trong cái trai bài này ha. Và để, để lại cho bạn rất là nhiều những sự khôn ngoan. Hoặc một số bạn có khả năng được đi đến những cái nơi địa điểm linh thiêng ừ, trong thời điểm này, giúp cho bạn có thể mở mang tầm mắt các bạn có well nè, có sự giàu có nè cái sự thoải mái đủ đầy hoặc một số bạn có thể là bạn trở nên nổi tiếng hơn được nhiều người biết tới và họ cũng sẽ có sự ủng hộ cho cái công việc của các bạn chẳng hạn. Uhm, số bạn như mình nói sinh con hoặc là có khả năng là công việc kinh doanh làm chủ hoặc là uhm, con cái gia đình được hỗ trợ được bảo vệ chẳng hạn hoặc là có sự gắn kết với người thân đặc biệt với con trai con cháu của mình hoặc có những tin tức vui từ chúng như là nó thi đậu vân à, vân. Ngoài ra các bạn cũng có được cái sự gọi là sức mạnh ha, sức mạnh uh, nội tại của bạn rất là sâu sắc và yên bình nó tạo ra cái thành công cho các bạn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha cho các bạn.